Là một trong những đơn vị tiền tệ phổ biến bậc nhất thế giới, chắc hẳn chẳng ai còn lạ gì với hình dạng và thiết kế của đồng đô la Mỹ. Ai đã từng cầm một tờ đô la Mỹ trên tay đều dễ dàng nhìn thấy dòng chữ này: In God We Trust, tạm dịch là chúng ta tin Chúa. Tôi đã đặt ra câu hỏi, vì sao một nhà nước thế tục như Hoa Kỳ lại sử dụng dòng chữ mang đầy tính tôn giáo này làm tiêu ngữ quốc gia? Thông qua bài viết của tác giả Góc khuất lịch sử 1210, Spider Room sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và các câu chuyện xung quanh dòng chữ này. Xin lưu ý rằng, bài viết chỉ nhằm mục tiêu truyền tải thông tin thuần túy, không ẩn chứa bất cứ một thông điệp chính trị nào. Ngoài ra, bài viết của tác giả có sử dụng một vài từ ngữ chuyên môn dễ gây khó hiểu, vì vậy mà Spider Room có sửa đổi một vài chi tiết để có thể truyền tải thông tin một cách mạch lạc nhất. Các bạn có thể theo dõi bài viết gốc thông qua đường link dưới phần mô tả. Còn nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu video nhé! Covid là một cái giá trị rất lớn mà chúng ta nhận được. Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái niềm đau và mất mát. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, nó lại dạy cho chúng ta một cái bài học để mà chúng ta trân trọng hơn những cái gì mình đang có và sống trọn từng phút giây. Nó có rất nhiều những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo mà mình phải lắng lo. Và bây giờ nếu như mà mình bị tụt năng lượng chẳng hạn, thì những cái nỗi lo đó, những cái nỗi buồn đó, nó không biến mất. Đó, vậy thì bây giờ tại sao mình lại phải buồn làm cái gì? Anh thường làm việc đến 7-8 giờ tối mới về nhà. Và sau đó khi mà dùng bữa tối xong và vệ sinh cá nhân, anh lại tiếp tục anh mở máy laptop ra làm việc. Có khi đến 12 giờ đêm hoặc 1 giờ đêm. Vợ anh có nói với anh rằng là bây giờ anh làm để sống hay làm để chết? Người phụ nữ ở đằng sau một người đàn ông là một người vô cùng quan trọng để quyết định thành công của người đàn ông đó. Khi mà vợ đã đồng lòng thì chồng không có sợ thất bại. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Tại sao lại là In God We Trust? Chúng ta tin Chúa bắt nguồn từ bài thơ The Star Spangled Banner, tạm dịch là lá cờ sao lấp lánh, được luật sư Francis Scott Key viết trong Cuộc chiến Anh-Mỹ năm 1812. Bài thơ này sau đó được nhà soạn nhạc John Stafford Smith phổ nhạc và vào năm 1931 đã chính thức trở thành quốc ca Hoa Kỳ. Một đạo luật của Quốc hội vào năm 1864 đã cho phép khắc dòng chữ này trên đồng 2 xu sau khi có rất nhiều người dân đưa ra đề xuất. Người đi đầu trong nỗ lực này là mục sư M.R. Watkinson của bang Pennsylvania. Theo thông tin từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, mục sư Washington cho rằng khi cuộc chiến Nam Bắc trở nên khốc liệt hơn, đại bộ phận người dân miền Bắc cảm thấy họ cần phải được tiếp sức niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Niềm tin của họ, theo Watkinson, chính là God. God ở đây được hiểu là Chúa Trời hay Thượng Đế. Nhiều người Mỹ khi ấy tin rằng Chúa Trời đã bảo vệ nước Mỹ từ những năm đầu lập quốc. Nhờ vậy, cho dù đã từng trải qua nhiều cuộc chiến ác liệt, Liên bang Hoa Kỳ, The Union, vẫn tồn tại. Bài thơ Lá cờ sao lấp lánh đã truyền cảm hứng đặc biệt cho người dân miền Bắc. Lý do là nó ra đời sau khi tác giả chứng kiến pháo đài McHenry tại thành phố Baltimore, bang Maryland, vẫn ngoan cường chiến đấu mà không thất thủ dù bị quân đội Anh tấn công dữ dội vào đêm 18 tháng 6 năm 1812. Francis Scott Key hoàn thành bài thơ vào năm 1814. Ông đã viết: "Hãy cùng ca tụng quyền lực nào đã làm nên và bảo toàn tổ quốc ta. Chiến thắng rồi sẽ đến với những ai mang lý tưởng của sự công bình. Hãy lấy điều này mà làm tiêu ngữ, chúng ta tin Chúa." Và theo mục sư Watkinson, niềm tin của các binh sĩ trong cuộc chiến Anh-Mỹ cũng chính là niềm tin của người miền Bắc trong thời kỳ nội chiến, rằng Chúa đứng về phía họ như đã từng đứng về phía cha ông họ trong những cuộc chiến trước và sẽ giúp họ chiến đấu bảo vệ một nước Mỹ toàn vẹn. Đến tháng 3 năm 1865, khi nội chiến sắp kết thúc, Quốc hội Mỹ tiếp tục ban hành một đạo luật nữa cho phép tiêu ngữ này được khắc trên tất cả các đồng tiền kim loại. Ngay sau khi nội chiến chấm dứt, từ năm 1866 trở đi, tiêu ngữ này đã bắt đầu xuất hiện trên các đồng xu Hoa Kỳ. Đến vào thập niên 1950, cuộc chiến chống lại ý thức hệ cộng sản nâng cao tại Mỹ, một số người dân cho rằng việc xác quyết niềm tin vào tôn giáo một lần nữa cần được đề cao để khẳng định Hoa Kỳ là một đất nước có niềm tin tôn giáo, trái ngược với tư tưởng vô thần của những người cộng sản. God đến lúc này được họ hiểu là đấng tối cao nói chung của các tôn giáo, chứ không riêng tôn giáo nào. Vì vậy, ngày 11 tháng 7 năm 1955, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ký ban hành đạo luật HR 619 và kể từ năm 1957 trở về sau,
thì không chỉ các đồng xu mà tất cả các đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ sẽ đều in dòng chữ In God We Trust. Ngày 30 tháng 7 năm 1956, tiến thêm một bước, Tổng thống Eisenhower lại ký ban hành đạo luật BL-84140, chính thức công nhận dòng chữ In God We Trust là tiêu ngữ quốc gia của Hoa Kỳ. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên khi In God We Trust trở thành tiêu ngữ quốc gia, nó đã bị phản đối. Tranh cãi nổ ra. Những người ủng hộ một nhà nước thế tục tuyệt đối cho rằng nó vi phạm tu trình án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn ngăn cấm quốc hội ban hành bất kỳ đạo luật nào tôn vinh một tôn giáo nào hay cấm đoán quyền tự do tôn giáo của người dân. Hầu hết người cho rằng tiêu ngữ này vi hiến đều dựa vào lập luận của Thomas Jefferson, là một trong những tổ phụ cổ suy cho việc Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ phải tuyệt đối trở thành một nhà nước thế tục. Trong bức thư gửi Hội thánh Danbury năm 1802, Jefferson đã giải thích lý do vì sao ông ủng hộ việc phân chia rõ ràng giữa quyền lực nhà nước và thần quyền của một tôn giáo. Tôi, cũng như quý vị, tin rằng tôn giáo là vấn đề riêng tư giữa một cá nhân và Thượng Đế, rằng một người không cần phải giải thích với bất kỳ ai về niềm tin hay cách thức mà anh ta thờ phụng, và rằng các quyền lực chính đáng của một nhà nước chỉ có thể vươn đến các hành vi của một người, chứ không phải là những suy nghĩ của anh ta. Tôi đoan chắc, với chủ quyền nhân dân đáng kính mà người dân Hoa Kỳ đã dùng để tuyên bố rằng cơ quan lập pháp của họ sẽ không tạo ra những luật lệ chỉ tôn vinh sự thiết lập của một tôn giáo hay cấm đoán quyền được có tự do tín ngưỡng, là chính người dân đã dựng lên một bức tường phân cách giữa nhà nước và tôn giáo. Theo giáo sư công pháp Jesse A. Chopper của Đại học Luật Berkeley, bang California, hiến pháp không cho phép nước Mỹ có quốc giáo và cũng nghiêm cấm chính quyền liên bang dùng ngân sách quốc gia để ủng hộ việc thiết lập hoặc vận hành của bất kỳ một tôn giáo nào. Vào năm 1971, Pháp viện Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra 3 tiêu chuẩn để giúp xác định một hành vi hay đạo luật của chính phủ có vi phạm tu trình án thứ nhất hay không, bao gồm mục đích của nhà nước phải mang tính thế tục. Kết quả tiên quyết của hành vi hay đạo luật của nhà nước không thể ủng hộ hay ngăn cấm bất kỳ một tôn giáo nào. Không được tạo ra quan hệ đan xen quá mức giữa nhà nước và tôn giáo. Tự do tôn giáo lại còn có nghĩa là người ta có quyền theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Những ai phản đối sử dụng chúng ta tin Chúa thì cho rằng mục đích của việc đưa nó trở thành tiêu ngữ rõ ràng là ý tứ của những người tin vào thần quyền. Vì thế, mục đích của đạo luật này đã mất đi tính thế tục và là hành vi vi hiến. Tuy nhiên, Tòa án Hoa Kỳ không đồng ý với lập luận trên và tiêu ngữ này vẫn tiếp tục được sử dụng. Trong 61 năm kể từ khi chúng ta tin Chúa trở thành tiêu ngữ quốc gia, đã có khá nhiều vụ kiện phản đối nó. Tòa án nghiêng về phe ủng hộ tiêu ngữ. Lần phản đối gần đây nhất là vào năm 2016, khi một người theo chủ nghĩa vô thần, luật sư Michael Newdow, nộp đơn kiện yêu cầu tòa án không công nhận chúng ta tin Chúa là tiêu ngữ quốc gia vì lý do vi hiến. Nhưng mà mặc cho các nỗ lực của những người như Michael Newdow, cho đến thời điểm hiện tại, quan điểm của các vị thẩm phán Hoa Kỳ vẫn không có sự thay đổi, họ vẫn nghiêng về phía ủng hộ tiêu ngữ. Theo các thẩm phán, tiêu ngữ In God We Trust, chúng ta tin Chúa, không phải là một câu văn có ý nghĩa tôn giáo tại Mỹ. Do đó, tiêu ngữ này không vi phạm tu trình án thứ nhất. Ngoài ra, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ liên tục từ chối cũng như chưa bao giờ xem xét những vụ kiện liên quan đến tiêu ngữ chúng ta tin Chúa. Và vì thế hiện nay, án lệ Arona vs. United States 1970 của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực số 9 có thể được xem là phán quyết có thẩm quyền cao nhất về vấn đề pháp lý này. Theo án lệ này, rất hiển nhiên là câu tiêu ngữ quốc gia được in trên các đồng xu và toàn bộ hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ, chúng ta tin Chúa, không có bất cứ mối liên quan gì đến việc thiết lập một tôn giáo nào. Ngoài ra, những gì thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ William J. Brennan Jr. viết trong án lệ Lynch vs. Donnelly 1984 là một vụ kiện liên quan đến lời tuyên thệ trung thành với nước Mỹ, cũng nói rõ quan điểm chung của các tòa án Mỹ về vấn đề này. Đó là ngày nay, các tiêu ngữ như chúng ta tin Chúa hay dưới Thiên Chúa đã mất đi màu sắc tôn giáo của nó bởi vì mọi người cứ nhai đi nhai lại những câu nói này theo kiểu học vẹt. Điều này đã khiến chúng không còn được xem là một cách tuyên xưng tôn giáo nữa, mà chỉ còn mang tính hình thức, đủ để xem nó là một phần của nghi lễ dân sự. Thái độ của các thẩm phán cũng đại diện cho số đông dân chúng. Đến thời điểm hiện tại, đa số người Mỹ vẫn ủng hộ In God We Trust. Và điều này được thể hiện qua việc Quốc hội Mỹ đã rất nhiều lần tái khẳng định đó chính là tiêu ngữ quốc gia, lần gần nhất là vào năm 2011. Vì sao người Mỹ lại có thái độ như vậy?
ngoài việc nghe quen tai như các thẩm phán đã chỉ ra ở trên, đa phần những người ủng hộ hoặc không phản đối dựa vào lịch sử và bối cảnh ra đời của nó tại Hoa Kỳ, chứ không hẳn bởi vì họ là những người sùng đạo. Theo thời gian, trong sâu thẳm tâm thức của người Mỹ, ca từ của bài quốc ca hiển nhiên được xem là một phần của lịch sử đất nước, với một tinh thần rất thế tục, chứ không có mục đích tôn giáo nào nữa. Hơn thế, hoàn cảnh ra đời của tiêu ngữ trong thời kỳ nội chiến càng giúp người Mỹ khẳng định niềm tin và sự vẹn toàn của tổ quốc họ, cũng như lý do để họ tiếp tục bảo vệ quốc gia và những giá trị di sản cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta có thể phần nào hiểu được vì sao đa số người Mỹ không cảm thấy họ đang tuyên xưng một quốc gia nào khi chọn một câu trong bài thơ Lá cờ sao lấp lánh của luật sư Francis Scott Key làm tiêu ngữ quốc gia của mình. Và đó là nguồn gốc, ý nghĩa và các tranh cãi xung quanh tiêu ngữ In God We Trust được in trên đồng đô la Mỹ. Nếu các bạn thấy nội dung này thú vị, hãy nhấn like và subscribe cho chúng mình nhé. Cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Và mình là Khánh Linh. Bye!